Bây giờ mình tới chương trình mua vàng nha. Bây giờ Costco có bán vàng, vàng một cục nữa à. Cheese. Hôm nay chúng ta đi Costco kiếm người yêu nha các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đi chơi nha. Đi coi phone, đi kiếm người yêu, Samsung hay là iPhone nha. Nhiều lắm. iPhone 13 Pro Max nè. Kỹ to. Wow, 1900 này big có hả? Very big. Big. Còn này là iPhone Pro. Nó nhỏ hơn. Nhỏ hơn. 256 thì 1819. Còn cái em này Pro thêm 100 nữa. Ở đây cái bự hơn. 100 more lỗi đi cô. Ok, cái em này là Galaxy S21 màu hồng. Còn em này là S21 Plus 5G. Hôm nay sale 280. iPhone thì nó sang nhưng mà nó mắc hơn Samsung. Samsung rẻ hơn nhiều ạ. Cái này là Samsung Galaxy Ultra 256. 1849, cái này là bự nhất nè. Cái này nhỏ hơn một chút xíu mà 256 thì 1299. Wow, rẻ hơn 600 luôn. Còn cái này nhỏ hơn nữa. It's ok. 1279. Wow. Nhưng mà cái này nó có màu hồng. Thì mà nó mắc hơn cái này. Wow, cái này chừng more expensive than this one nè. Look on sale nè. Cái này on sale. Đây for member. Cái này cũng ngon lắm này, kèm theo ba thứ. Cái này còn bự hơn cái của mình bây giờ nữa. Good. Not bad. Ok, bây giờ chúng ta cũng có some ID để kiếm người yêu iPhone hay Samsung rồi nha các bạn. Thanks for watching and search diamond. Đăng ký, chia sẻ and share. Cuối cùng mình thấy cái Galaxy S21 5G là ok lắm á. Nó đang sale có 1299 thôi. 256 gigabyte cũng nhiều lắm á. Và các bạn xem đây nè. Nó cũng nhiều app lắm nè. Nhiều đồ lắm. Cũng rất là nhiều. Not bad. Để thử cái nhiều đồ lắm á. Good à. Bây giờ mình coi cái phía sau. Camera của nó cũng ngon lắm à. Good. Nói chung là cái Samsung Galaxy 21 á, cái trung bình là cũng good lắm á. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi ha, chia sẻ, đăng ký kênh, nhấn like and share. Good. Bây giờ mình tới chương trình mua vàng nha. Bây giờ Costco có bán vàng, vàng một cục nữa à. Một ounce là khoảng 31 gram á thì 2464. Còn 37.50 gram á thì 2974. Quá wow, chơi màn này cũng có lý quá ha. Hay à. Đừng có mua tùm lum tùm la, lấy tiền mua cục vàng. 10 năm sau bạn thành tỷ phú. Coi cái kim cương này nè. Một cặp bông tai 20.000. Thứ cheese.
Samsung hay là iPhone?